Hello, đây là con bọ xít. Và hôm nay chúng ta sẽ làm con bọ xít để quay. Và bây giờ mình sẽ làm hết chân đi các bạn nha. Và chúng ta ngắt một nửa cánh. Ngắt một cái chân đi. Chân mà. Lấy ý thôi, cầm đem thổi đi. Được chưa? Được, chân. Thổi đi. Không. Cậu cầm một hai lá thổi thôi. Thổi ở đây luôn. Phong cảnh ở đây nó mới đẹp, toàn cỏ cỏ thôi. Đổi sang cành khác. Thổi lên trên cao vào, thổi lên trên trời ấy, cái bóng bóng đó, lấy nhìn thấy. Thổi nhẹ thôi. Làm tiếp và quay đi. Nó phải ngửa lưng lên. Con bé này chịu khó hơn. Úi giời ơi, chịu quá. Úi giời ơi, hai con quay nhè, các bạn nhè. Nó bị điên rồi. Con này chịu khó. Con này khôn thế nhỉ. Anh dình từ nãy đến giờ rồi. Ôi. Nghị bắt nào. Đuổi nó đi. Đi đuổi nó ra đây. Úp luôn nhanh. Úp luôn. Được rồi, xong, thành công rồi. Ôi, sẽ có con chuồn.
lấy vàng này. Đâu, lấy sợi chỉ đây, buộc. Ui ui rồi. Ui ui.